Nhà sản xuất xe hơi của Pháp Peugeot Citroën vừa thông báo một kế hoạch phục hồi kinh doanh quan trọng của mình sau khi đã lỗ 7,2 tỷ euro trong vòng 2 năm qua. Kế hoạch bao gồm việc cắt giảm chi phí và giảm số mẫu xe từ 45 xuống còn 26. Tuy nhiên, cổ phiếu của Peugeot đã giảm mạnh trước thông tin này, giảm 4,46% xuống mức 13,8 euro một cổ phiếu. Trong tháng 2, Peugeot đã đồng ý ký một thỏa thuận với chính phủ Pháp và công ty mô tô Dongfeng của Trung Quốc. Theo kế hoạch mới có tên gọi là Back in the Race, trở lại cuộc đua, Peugeot sẽ tập trung vào các thương hiệu mới của Peugeot và Citroën, đồng thời phát triển nhãn hiệu xe cao cấp DS. Kế hoạch cũng bao gồm việc giảm số mẫu xe hiện tại từ 55 xuống còn 26 mẫu vào năm 2020. Giám đốc điều hành Peugeot, ông Carlos Tavares cho biết, sẽ tập trung cho lực lượng sáng tạo đối với những mẫu xe mà khách hàng muốn mua. Ông khẳng định, nếu có ít mẫu xe hơn thì sẽ tập trung cho những mẫu còn lại tốt hơn và như vậy sản phẩm sẽ cạnh tranh và thu hút hơn. Peugeot cũng có kế hoạch phát triển thị trường Trung Quốc khi hợp tác với Dongfeng, từ đó chinh phục các thị trường châu Á khác. Ngoài ra, công ty này cũng hướng đến việc khôi phục thị trường Nga và Mỹ Latin, hai khu vực mà họ sẽ đầu tư vào trong vòng 3 năm tới. Ông Tavares cho rằng Peugeot có thể hết lỗ vào năm 2016 và sẽ đạt lợi nhuận 2 tỷ euro trong 3 năm kế tiếp. Hãng Dongfeng của Trung Quốc và chính phủ Pháp, mỗi bên đầu tư khoảng 800 triệu euro để chiếm 14% cổ phần của tập đoàn.